Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta đến với đề luyện thi vào 10 số 05. Các em hãy chuẩn bị bút, vở. Chúng ta sẽ có rất nhiều thứ có thể tích lũy sau tiết học này. Câu hỏi đầu tiên luôn ạ. Câu hỏi số 01 là một câu hỏi về sửa lỗi sai. It's a word talking to your financial advisor before make the final decision. Những bạn nào mà luyện đề quen rồi thì chúng ta sẽ nhận ra ngay lỗi thôi, đúng không ạ? Chúng ta thấy là cấu trúc đầu tiên đó là it's a word, đáng để làm gì, và động từ chia verb in hoàn toàn chính xác. Chúng ta sẽ đào sâu hơn về cái cấu trúc như thế này. Financial advisor là cố vấn về tài chính, thì tính từ financial thuộc về tài chính, hoàn toàn chính xác rồi. Ở đây chỉ còn một lỗi, đó là before và make. Thì thực ra là sau giới từ, ngoài cái giới từ to ra thì còn lại gần như là 99% chúng ta sẽ để động từ ở verb in. Nên trong trường hợp này đáp án cũng rất là dễ chịu thôi. Chúng ta sẽ thấy make chuyển thành making. Câu hỏi thì không có gì nhiều. Tuy nhiên chúng ta sẽ mở rộng từ câu hỏi số 01 ra. Tất cả những trường hợp mà theo sau sẽ là verbing, to verb, một số cụm từ đặc biệt. Trước hết thì các bạn hãy review một chút về cái từ cố vấn, đúng không ạ? Đó là từ advisor. Chúng ta sẽ có hai cách viết, một là S-O-R, hai là S-E-R, và đều đọc là advisor, trọng âm rơi vào một tiết số 02. Ngoài ra chúng ta có một cái cụm nữa, đó là đưa ra quyết định, make a decision. Cái việc luyện đề nó hay ở chỗ đó là từ một câu hỏi trong bộ đề chúng ta có thể học thêm được nhiều câu khác, và những cái cụm từ mà chúng mình có thể ứng dụng không chỉ để làm đề mà sau này chúng ta còn cho giao tiếp. Thế thì những cái cụm này có thể ở bài thi khác người ta sẽ đục lỗ từ make trong cái cụm make a decision chẳng hạn, thì các bạn lưu ý. Ok, trước khi đến với phần mở rộng, chúng ta ngắm một số câu nói khá hay về việc đó là gì. If you don't cannibalize, đây là một từ mới, thi vào 10 chắc chưa dùng những từ này. Nhưng đây là một câu nói cũng khá nổi tiếng của Steve Jobs, đúng không? Người hùng của Apple. If you don't cannibalize yourself, someone else will. Câu này nghĩa là gì ạ? If you don't, nếu bạn không cannibalize, tức là tự làm khó chính mình, thì người khác cũng sẽ làm mà thôi. Nếu bạn không tự gặm chân mình, mọi người hay dùng cái cụm từ này. Thực ra cái từ cannibalize tức là eat cái gì đó đấy các em ạ. Nếu bạn không tự gặm chân mình thì người khác sẽ làm. Nếu bạn không tự tạo ra thử thách cho chính mình thì người khác cũng sẽ làm. Cho nên câu này là một câu truyền động lực cho giới trẻ, đúng không? The other way to do great work is to love what you do. Cách duy nhất để có thể do great work, tức là tạo ra được những cái công việc, gọi là dùng đúng từ là có những công việc vĩ đại đấy ạ, tạo ra những cái thành tích tốt, những thành tích cao cả hơn, thì chúng ta phải love what you do, tức là phải yêu những cái việc mình làm. Ok, the only way là cách duy nhất. Đây cũng là một chuyển biểu ngữ pháp. Only cộng danh từ cộng to verb, do sẽ đi với work. Right. Đây là một câu nói tiếp theo của bác Steve Jobs. Rồi, chúng ta đến với phần mở rộng từ câu hỏi số 01. Các động từ theo sau là very. Có thể các bạn đã biết nhé, hoặc cũng có thể các bạn còn đang thiếu sót, tức là trong cái bộ tích lũy của mình còn thiếu động từ nào đó, thì hôm nay chúng ta cùng nhìn lại những cụm từ theo sau là very cơ bản, tần suất xuất hiện trong các cái đề thi vào 10 khá là nhiều nhưng không phải là tất cả, đúng không nào? Admit, cộng verb in là động từ đầu tiên xuất hiện trong bộ đề. He admitted stealing the money. Anh ấy thừa nhận là ăn cắp tiền. Advice, bình thường các em vẫn nghĩ là theo sau luôn luôn là to verb. Nhưng hãy nhớ rằng nếu theo sau là một động từ sát nó mà không có tân ngữ thì là verb in. She advised cooking healthy food. Còn nếu có tân ngữ thì chúng ta sẽ dùng to verb như thông. Thông thường, she advised me to cook healthy food. Avoid là tránh, và chúng ta cũng có là tránh cộng verb in. Avoided answering my question. Can't bear là không thể chịu đựng được việc gì, cũng là verb in cơ bản. He can't bear waiting in long lines. Anh ấy không thể chịu đựng được cái việc là xếp hàng lâu như thế, đúng không? Còn gì nữa ạ? Chúng ta đến với những động từ tiếp theo. Consider cộng verb in. Consider, for example, I will consider going out with you. Tôi đang xem xét cái việc là đi ra ngoài cùng với bạn, đi hẹn hò cùng với bạn, đúng không ạ? Going out. Going out with thì đôi khi còn mang nghĩa là having romantic relationship with.
Rồi, delay là trì hoãn. He delayed leaving for school. Anh ấy trì hoãn cái việc là đi rời đâu đó để tới trường. Leave for là rời để đến đâu đó. Như vậy thì delay sẽ cộng với verbing. Discuss là thảo luận cũng cộng với verbing. They discuss opening a new business. Hoặc là cái bộ huyền thoại love, like, enjoy, fancy và feel like. Theo sau đều là verb in. Cái này là kinh điển và huyền thoại rồi đúng không ạ? Còn nữa không ạ? Có chứ ạ? Cho các bạn nốt tiếp giúp mình. Hate và detest là hai động từ ghét cộng với verb in. Finish nhấn đầu cũng đi với verb in. She finished studying about 10, right? Và động từ hoãn làm gì cũng verb in. Các bạn thấy toàn là những động từ cơ bản thôi. Postpone là hoãn. Let's postpone leaving until tomorrow. Chúng ta hoãn cái việc rời đi cho đến tận sáng mai. Mai là phiền cũng với verb in cũng kinh điển rồi. Will you mind helping me with this? Chúng ta nốt lại để tích lũy cho mình. Ngoài ra chúng ta đến với một số cụm từ khác như là recommend. Vẫn là bạn khuyên của chúng ta. Theo sau là verb in giống advice đúng không ạ? Nhưng mà động từ này khác là trọng âm rơi vào tiết số 3. Một động từ trong số ít những động từ rơi vào tiết số 3. Recommend, risk đúng không ạ? Các bạn nhìn động từ liều lĩnh, liều làm gì? Risk. Hoặc là gặp rủi ro khi làm cái gì đó chúng ta cũng dùng từ này. Suggest cộng với verb in nhá. Đề xuất làm gì? I suggested watching this program. Tức là tôi đề xuất cái việc xem chương trình này. Cơ bản đúng không ạ? Mặc dù có thể là các bạn cũng đã biết rồi, nhưng mà chúng ta hãy ghi lại, đặt nó cùng một chỗ để chúng ta có cái vốn tích lũy tốt hơn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đào sâu hơn một số cấu trúc mà có thể gây nhầm lẫn trong bộ đề. Cũng mở rộng từ câu hỏi số 01 để biết rằng là từ một câu chúng ta có thể học thêm được rất là nhiều luôn. Forget là quên, đúng không nào? Đầu tiên là chúng ta hiểu cách đọc đã. Rất là nhiều bạn đọc từ này là forget. No, it's not correct. For nhé, và get, nhấn âm tiết số 2, forget. Cái forget này theo sau của giáo sẽ có hai hình thức. Một đó là to verb, hai là verbing. Thì khi nào các bạn diễn tả là quên mất phải làm gì và chúng ta chưa làm cái việc đó, cái việc đó chưa xảy ra thì chúng ta sẽ dùng từ đó. Ví dụ, cô ấy quên mất phải chuẩn bị tài liệu cho buổi họp ngày mai, tức là cô ấy chưa chuẩn bị đâu ạ. She forgets to prepare the documents for tomorrow's meeting. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta thường trong cái cụm từ là đừng quên làm gì, tức là nhắc nhở ạ, thì chúng ta sẽ dùng cái cụm này don't forget to, tức là đừng quên làm gì, tức là cái việc đó chưa làm. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có một động từ forget trong trường hợp khác, đó là mình làm cái việc đấy rồi nhưng mình quên mất là mình đã làm nó, thì lúc này chúng ta sẽ dùng là quên đã làm gì trong quá khứ và chúng ta sẽ dùng verbing. I forgot hoặc là I forget buying backpack last night. Tôi quên mất là mình đã mua một chiếc ba lô tối qua. Tức là việc mình đã mua thì đã xảy ra rồi nhưng mình quên mất cái việc đó. Chúng ta hay dùng cụm từ rất là bình dân lá, mất não tạm thời đấy ạ. Chính xác là em này luôn. Mình làm nhưng mà mình quên đúng không? Giống như kiểu vay mà quên trả ấy ạ. Đúng không? Ok. Ta đến cụm từ tiếp theo nha. Đó là từ tiếc nuối và hối hận. Đây là cũng một cụm từ xuất hiện trong bộ đề các bạn. Regret. Từ này sẽ đọc là regret. Đọc nhanh regret. Ok. Âm tiết số 2 nhận trọng âm. Khi mà nó theo sau là to verb thì cũng ám chỉ là cái việc đấy chưa xảy ra thôi kìa. Nó có một cái đặc điểm chung như vậy. Và khi các bạn là hối tiếc phải làm cái gì đó, tiếc nuối phải làm gì đó, thật ra đây cũng là một cái động từ mà trong cuộc sống chúng ta tránh phải dùng đúng không ạ? Sợ nhất là cái cảm giác tiếc nuối và hối hận, chính là động từ này. Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể, chúng ta hãy nỗ lực hết mình để sau kỳ thi chúng ta không phải dùng cái động từ này. Có nghĩa đây là một động từ mà cô cũng không muốn dùng và không ai muốn dùng. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo điều gì cho ai. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải làm gì đó. Cho nên là sẽ dùng I regret to inform. Inform là thông báo. To inform tức là mình chưa thông báo, mình nói trước như thế. Tôi rất tiếc phải thông báo với bạn cái tin tức rất là xấu. I regret to inform her the bad news. Okay. Còn khi mà mình đã làm rồi và mình nhìn lại, mình thấy hối hận về cái việc đó thì mình sẽ dùng verb in. Okay. Ví dụ tôi hối hận vì tôi đã nghỉ học cấp 3.
I regret dropping out of high school. Đúng không? Chính là cái cảm xúc này khi các em đi thi nhá, các em phân vân giữa hai đáp án A và B, và cuối cùng các em chọn đáp án sai, đúng không ạ? Về nhà chúng ta check, chúng ta cảm thấy vô cùng tức nuối, và lúc này được từ này phát huy tác dụng rồi, chính là nó I regret, tôi hối hận vì đã lựa chọn phương án A, choosing A, right? For example, Ok, các em đến với một động từ mới, có nghĩa các em sẽ rất thích động từ này. Allow, cho phép, bởi vì chúng ta đang ở độ tuổi cần phải xin phép, đúng không ạ? Allow cộng với be, theo sau, nếu như là một động từ các bạn nhớ nhá, thì sẽ là very. For example, they don't allow parking here, tức là họ không cho phép đỗ xe ở đây. Còn nếu theo sau có tân ngữ sẽ là to verb. My mother allowed me to go out. Và khi chuyển sang bị động cũng là to verb. I was allowed to go out by my mother. Right. Tạm biệt bạn này, chúng ta sẽ đến với advice. Thì cái advice này, cái đầu tiên cô chỉ mang tính rất là ôn tập thôi nha. Là cái này chúng ta sẽ đọc là z. Cho nên khi thêm ed thì bạn này thuộc nhóm số 3, đó là z, đúng không nào? Cái thứ hai theo sau nó một động từ thì verb in. Cái này cô nói khá là nhiều rồi, chúng ta xem ví dụ chút thôi. My father advised booking the table early. Còn có tân ngữ ta sẽ nói Peter advised me to study hard. Ok, try. Nói đến try các bạn nghĩ đến điều gì? Cố gắng, đúng không ạ? Các em sẽ nghĩ đến đầu tiên. Và nếu là cố gắng thì chúng ta sẽ dùng to verb, try to. She tried to open the door, tức là cô ấy cố gắng mở cửa, to verb các bạn nhé. Còn nếu mang nghĩa là gì? Thử làm gì? Đó, thì chúng ta sẽ dùng very. Ở chỗ này chúng mình không dịch là cô ấy thử, à cô ấy cố gắng làm cái bánh. Right, chúng ta sẽ nói là cô ấy thử làm bánh. She tries making a cake. Ok, thì trong trường hợp này khi nào dịch là thử, khi nào dịch là cố gắng thì chúng ta phải dựa vào ngữ cảnh. Ok, rồi need là cần. Trong chương trình các bạn thì có hai cách chia với need cơ bản. Một đó là cần làm gì, chúng ta hay phổ biến sẽ là need to verb. Còn thực ra nó là ba cách chia nha. Need to verb cần làm gì, ví dụ I need to go home, I don't need to do my homework, kiểu như thế. Còn need mang nghĩa bị động nha, thì sẽ đi với verb in. Ngoài ra nó còn có một kiểu nữa là need cộng với to be cộng với verb ed, đúng không nào? Thì need verb in nghĩa của bạn này sẽ là bị động, need to verb là chủ động. Ok, ví dụ cái cây này cần được tưới nước, ta sẽ nói this tree needs watering. Ok, needs watering chính là cần được tưới nước. Ok, remember, nhớ. Ok, chúng ta thường gặp khó khăn với động từ này, đúng không? Chúng ta cảm thấy rất khó nhớ cái động từ nhớ này. Remember, verb in là nhớ đã làm gì, nó cũng giống như quên các bạn nhé. Thì thực ra là cái bộ quên này, nhớ này, tiếc này chung nhau một đặc điểm, khi ám chỉ cái gì đã xảy ra thì chúng mình sẽ dùng verb in. Tôi không nhớ là đã ký cái hợp đồng đó, tức là việc ký đã xảy ra rồi nhưng mình không nhớ thôi, giống như là mình quên ấy. I don't remember signing a contract. Ok, còn chúng ta nhắc nhở, nhớ phải làm gì đó, đúng không nào? Một câu mà cô nghĩ là các em đều phải nghe hàng ngày, đúng không? Nhớ phải hoàn thành bài tập về nhà nhé, nhớ học từ mới nhé. Remember to lock the door, hãy nhớ phải khóa cửa nhé. Hoặc là bạn có nhớ khóa cửa không đấy? Did you remember to lock the door? Ok, nhớ phải làm gì, đúng không nào? Thì cái việc khóa cửa này chưa chắc đã xảy ra. Đợi, chúng ta đến với một số cấu trúc tương tự như cái cấu trúc is word cộng verb in. Hôm nay sẽ hơi nhiều một chút các bạn nhé. Tức là cô sẽ mở rộng luôn cái chủ đề Georgian và to verb trong cái đề luyện tập số 05, để khi chúng ta gặp những câu tương tự ở đề khác chúng ta có thể đi một cách nhanh chóng hơn. Cấu trúc này cũng là một cái cấu trúc mà các bạn gặp rất nhiều trong đề. It's no good, tức là vô ích khi làm gì. Song song với nó thì chúng ta có các bạn khác, và cách chia tương tự nghĩa cũng xem. Đó là it's no use. Nhớ là no chứ không phải là not nha. Bởi vì lúc này use có chức năng như một danh từ. It's no use. It's not worth, giống như trong đề của chúng ta. There's no point in nha. Còn it's pointless, thật là vô ích, thì thông thường đi với to verb nhiều hơn. Như vậy chúng ta sẽ có it's no good cộng verb in này, it's no use cộng verb in này, it's not worth verb in này, there is no point in cũng cộng với verb in, và it's pointless thì thông thường sẽ là to verb nhá, vô ích khi làm gì. Cấu trúc it's no good thì cô lấy thêm ví dụ cho các bạn. It's no good trying to persuade her, thật là vô ích khi cố gắng thuyết phục cô ấy. Cô vô cùng cứng đầu, not stubborn as a mule.
Isn't it good using ice cream if you keep staying up late? Ok, tại vô ích nếu chúng ta sử dụng kem mắt mà lại toàn thức khuya đúng không ạ? Rồi, câu trúc tiếp theo các bạn thấy tần suất xuất hiện trong đề rất là nhiều đó là busy. Bận rộn khi làm gì? Be busy đi với vô ích các bạn nhé. Ngoài ra chúng ta gặp hai động từ kinh điển đó là động từ spend và động từ waste. Spend theo sau sẽ là thời gian hoặc tiền, giới từ có thể là on hoặc không, nhưng động từ luôn luôn là varying. Waste cũng thế là lãng phí, cũng theo sau là thời gian hoặc tiền và động từ theo sau cũng là varying. Cũng có một số ví dụ như thế này: she spent the day reading. Các bạn có thể ghi ví dụ nhé, kem nên ghi ví dụ, tức là học cụm từ hay học từ nó cũng kèm ví dụ, nó kiểu là chúng ta ứng dụng ra bên ngoài ấy ạ. He wasted time watching TV. I spend the evening working or they waste a lot of money shopping. Ok. Ngoài ra chúng ta còn có các cụm khác như là không thể chịu đựng được, can't stand, can't help hoặc là can't bear. Chúng ta cũng có thể dùng couldn't stand, couldn't help hoặc couldn't bear theo sau cũng là verb in, tức là không thể chịu đựng nổi, không nhịn được cái gì nữa. Right. Ví dụ cô có câu I can't stand waiting in long lines như cái câu đó lúc nãy, hoặc là tôi không thể ngừng cười được khi em nghe một cái gì đó rất buồn cười. Nhiều khi mình biết mình cũng hơi vô duyên đúng không, mình không thể mà nhịn được thì chúng ta sẽ dùng là I couldn't help laughing. Ok, nên mọi người hãy bảo là tém tém lại một chút rồi cái từ đấy. Right, chính xác là từ này, couldn't help verb in. Ngoài ra chúng ta có những cái cụm từ khác, và tất cả những cái mà cô Linh liệt kê cho các bạn không có gì cao siêu nha, nó hoàn toàn là những cái cụm từ mà tỷ lệ gặp trong các bộ đề thi ôn thi vào 10 rất là cao. Và tất nhiên thi trung học thông quốc gia có dùng không, và các cái kỳ thi khác có ứng dụng không, có ạ. Nó là học tiếng Anh nó như xây nền, cứ từng bước một chúng ta chắp lên nhau đúng không? Học có một số cái special expression khác mà cũng đi với verb in, đó là những cụm từ như là có nhiều niềm vui này, gặp rắc rối này, có một thời gian khó khăn này, có một thời điểm rất là vui vẻ khi làm gì. Và những cái cụm từ mà các bạn hay gặp trong đề là hai từ này, difficult đúng không, hoặc các bạn sẽ dùng là difficult time ấy, hoặc là difficulty, hoặc là cụm a hard time đúng không, thì các bạn sẽ nói như thế, have difficulties hoặc là have a difficult time cộng verb in nha. Đây, ngoài ra thì have a trouble cũng thế, have a hard time hay good time cũng thế. Đây là một số ví dụ các bạn tham khảo. We had fun playing soccer. Tôi khi mà chơi bóng đá tôi rất là vui, thì câu này band điểm nó sẽ cao hơn việc các bạn nói là playing soccer is fun or was fun. That's it. We had fun playing soccer. Rồi, chúng ta gặp khó khăn khi mà tìm nhà đúng không ạ? À, họ gặp khó khăn khi mà tìm nhà của tôi. Nhà của tôi ở trong ngõ ngách không có tìm thấy. Ví dụ như thế, they had difficulty finding my house. Câu này sẽ hay hơn câu là it was not easy to find my house. Okay. I have a trouble giving speech. Tôi gặp rắc rối khi mà phát biểu đúng không ạ? He had a hard time playing the loan, right? Paying the loan, tức là cô ấy, anh ấy trải qua một giai đoạn khó khăn khi phải trả tiền nợ, đúng không? Paying the loan, right? Tất cả những cái này đều dùng verb in. Và nếu có một giới từ nhá, thì difficulty sẽ là giới từ in. Cái giới từ này cũng hay gặp trong đề. Rồi, tạm biệt câu hỏi số 1. Với những ghi chép mà các bạn khá nhiều những cái cụm từ các bạn cho vào vở, và cho vào vở để làm gì? Để học đúng không? Để làm gì nữa? Để ứng dụng cho những cái bộ đề khác. Thế thì chúng ta chuyển sang câu hỏi số 02, vẫn là một câu hỏi liên quan đến tìm lỗi sai. They asked me what did happen. Các bạn đã nhìn ra lỗi chưa ạ? Mình cũng chỉ luôn thôi. Các bạn để ý nhé, sau cái động từ trần thật ask thì câu hỏi chúng ta không đảo ngữ nữa. Không đảo ngữ tức là không xuất hiện do, the, did, have hay là had trước chủ ngữ nữa đúng không? Thế thì chúng ta sẽ dùng là chỗ này ta sẽ là did này, did happen này. Đây chính là một việc là trợ động từ được dùng thừa trong câu này, trong câu trần thuật. Như vậy câu này chúng ta sẽ chuyển thành gì? Did happen chúng ta sẽ đưa về lùi thì. The night before tức là đêm hôm trước. The night before được bạn hiểu câu gốc của nó là gì? Last night. Như vậy thì cái từ happen này là quá khứ mà chúng ta phải lùi thành quá khứ hoàn thành đúng không? Had happened. Cho nên chỗ này cũng không có gì cả. Đó, did happen chuyển thành had happened. Last night thì bạn hiểu là the night before, trực tiếp chuyển thành gián tiếp đúng không? Câu này cơ bản rồi. Thực hành nhé. Thực ra là một trong những cái phần mà cô cũng rất thích khi dạy online ấy, đó là các cô có nhiều thời gian hơn để xử lý một câu hỏi so với dạy trực tiếp.
và các em cũng có nhiều thời gian hơn để cho mình luyện tập thay vì chạy so với cái thời lượng ở trên lớp là có 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng, và ở trong một cái tập thể quá là đông người thì các cô đôi khi cũng không làm được hết những gì mà mình mong muốn. Thì ở đây với mỗi một câu hỏi mà cô cảm thấy là cần phải bổ sung thêm một lượng bài tập nhất định thì chúng ta sẽ đến với phần có tên là thực hành thêm. Thì đấy là điều mình rất là thích trong quá trình mà dạy online. Các bạn có thể dừng hình lại, cho cái câu thực hành thêm đấy vào vở, rồi tự mình viết lại và compare so sánh với cái phiên bản của cô. Để làm thế nào? Tức là mình đã từng sai câu này nha, và mình không bao giờ sai lại nó nữa. Đúng không? Từ cái câu hỏi số 02 thì chúng ta thực hành thêm một số câu liên quan đến trần thuật từ thì quá khứ đơn sang quá khứ hoàn thành. Các bạn để ý nhé, các em có thể ghi chép những câu ví dụ này, sau đó dừng màn hình lại, chúng ta tự thực hành, sau đó chúng ta đối chiếu với cái câu trả lời của cô giáo. I visited my grandparents last weekend. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có những cái format xem như thế này. Và anh ấy nói như thế nào? He said, chúng ta sẽ thay đổi chủ ngữ I, lùi động từ visited, thay đổi tính từ sở hữu my, thay đổi trạng ngữ chỉ thời gian last weekend. Và chúng ta có một phiên bản khác, đó là He said that he had visited his grandparents the previous weekend. Đúng không? The previous weekend hoặc the weekend before. Right. Câu số 2 tương tự. I finished my homework before dinner. Và chúng ta có một phiên bản nữa của câu gián tiếp là right. She said that she lùi thì finish chuyển thành had finished her, my chuyển thành her, homework before dinner. Right. Tiếp. They will watch a movie yesterday. Chúng ta sẽ có là they said that they had watched a movie the day before yesterday. The day before hoặc the previous day. Ok nhé. Các em thực hành vài câu là chúng ta không thể sai được nữa, đúng không? Chúng ta sang câu hỏi yes no. Did you visit the museum last month? Với câu hỏi yes no thì chúng mình sẽ dùng if hoặc whether. Nên chúng ta sẽ có là he asked if. Dùng if nha, không có từ để hỏi, chúng ta sẽ dùng từ if or whether. If chủ ngữ you chúng ta chuyển thành I. Did visit là thể hiện, đây là thì quá khứ đơn, cho nên chúng mình sẽ đưa về quá khứ hoàn thành là had visited the museum last month, chúng ta chuyển thành the previous month. Nên các em chỉ cần để ý là did visit thể hiện đây là quá khứ thì chuyển thành had visited. Còn nếu như là do you visit thì thể hiện là thể hiện tại đơn, chúng ta lùi thành visited quá khứ đơn. Right, ok. Còn một câu khác. Did he visit his grandparents? Ok, câu này thì cũng xem thôi, đúng nào, không có vấn đề gì. Right, had visited his grandparents the previous weekend. Did he eat all the cake? Right, they asked if he had eaten. Các em phải nhớ động từ bất quy tắc nha. Had eaten all the cake. Right. Chúng ta có một câu hỏi yes no. Chúng ta vừa mới xong câu hỏi yes no, bây giờ chúng ta chuyển sang một số ví dụ về câu hỏi double equation. Vẫn là thì quá khứ đơn lùi thành quá khứ hoàn thành. Tất cả những câu thực hành này cô nên focus vào thì quá khứ đơn lùi thành quá khứ hoàn thành. Cái mà các bạn hay sai nhất trong bộ đề. Why did you miss the bus? She asked. Đúng không? Chúng ta giữ nguyên từ why nha. Did miss thì chúng ta chuyển thành quá khứ hoàn thành là had missed. Chủ ngữ you chúng ta chuyển thành I. Ok. Rồi. Who did she meet at the mall? Tương tự như vậy chúng ta sẽ có he asked. Ask cái gì ạ? Chúng ta sẽ có he asked who she had. Và cột 3 của meet là met. She had met at the mall. Which movie did you watch last night? And he asked which movie? Tôi, you chuyển thành I. Did watch, chúng ta chuyển thành had watch the previous night. Tất cả những ví dụ này cũng nghĩ là đã giúp các em nhuần nhuyễn hơn về quá khứ đơn lùi thành quá khứ hoàn thành trong câu trần thuật, bao gồm cả câu kể này, câu hỏi yes no và câu hỏi W question, đúng không? Rồi tạm biệt nó, chúng ta đến với câu hỏi số 03. Câu hỏi này quen ngoạn, quá quen, mình cũng đi như một cơn gió. I wish my parents could put themselves on my shoes. Ngữ pháp thì không phải liên quan đến wish nữa, bởi vì đề đã chia rất là chuẩn rồi. Sau wish để ở quá khứ could rồi. Sai ở đây này các em. Đặt ai đó trong hoàn cảnh của mình, tức là đặt người đó trong đôi giày của mình. Thì đây cũng là một thành ngữ, nhưng là một thành ngữ gì ạ? Cơ bản. Nói thế nào nhỉ?
Nếu mà đã học chương trình của Thi vào 10 mà không biết thành ngữ này thì thực sự là quá thiếu sót đúng không nào? Put themselves on my shoes, chúng ta sẽ chuyển thành là in my shoes. Thì thực ra đây là một thành ngữ hay nha. Thành ngữ này sẽ giúp chúng ta biết đồng cảm, chia sẻ hơn và biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác hơn. Ví dụ chúng ta cũng hay, nhiều bạn hay tâm sự là đây, bố mẹ không hiểu em đúng không ạ? Bố mẹ hay bắt em làm cái này làm cái kia nhưng không biết rằng là đằng sau đó là cả một tấm lòng lo lắng cho con cái của phụ huynh. Đôi khi chúng ta cũng phải đặt vào hoàn cảnh của bố mẹ các bạn nhé. Các em càng lớn sẽ hiểu được nỗi lòng của cha mẹ đúng không ạ? Tại sao cô show bức ảnh này cho câu hỏi này? Không biết là các em có đọc báo không, nhưng đây là một bài báo mà mình thực sự ấn tượng nha. Đây là một em bé ở Thanh Hóa, bạn này có cái tên Vàng Thị Bàn, cũng khá nổi tiếng. Nổi tiếng không phải là liên quan đến cái gì đó to tát, mà bạn này chỉ đơn giản là cái hình ảnh này đã được một cái bạn ấy chụp lại tình cờ khi em bé này lang thang ngoài đường, chân thì không đi được, trời thì lạnh tuyết thì rơi, và bạn bé này ngồi ở dưới đường đất đá tuyết rơi như này rất là lạnh giữa mùa đông như thế. Và bức ảnh này khi chụp lên thì đưa lên mạng thì mọi người ngoài thương ra thì bạn này cũng giúp bạn này thay đổi cuộc đời nhá. Có một gia đình rất là tốt ở Sài Gòn đã bay về Thanh Hóa đúng không, và nhận bé này làm con nuôi. Sau đó thì bạn này đã có một mái ấm mới, gia đình mới, bố mẹ bạn này, hoàn cảnh bạn này cũng rất là éo le, và đã có một cuộc sống mới và trở thành một bạn nhỏ như thế này, chân đã được chữa trị. Nên là đôi khi chúng ta phải biết là cảm ơn đúng không, may mắn vì mọi thứ mình có ở thời điểm hiện tại, right? Và đây là một bức ảnh khác mà chúng ta thể hiện cái tấm lòng của bậc phụ huynh dành cho con đúng không? Đó là câu này, dear daddy, đây là con nói với bố thôi, dear daddy, no matter where I go in life, you will always my number one man. Bức ảnh này được chụp vào một cơn mưa, trong một chiều mưa ở Huế nếu không nhớ không lầm, và bức ảnh này cũng được bình chọn là những bức ảnh cảm động về tình cha con. Người cha có thể đội mưa, dầm mưa và dành tất cả những cái gì tốt đẹp nhất cho hai con của mình. Ok, và có một câu nói rất hay về bố, dear daddy, bố thân mến, cho dù con đi đâu trong cuộc sống của mình, bố sẽ luôn luôn là người đàn ông tốt nhất. You will always be my number one man. Ok, mở rộng một chút vậy thôi. Chúng ta sẽ đến với một bài. Bài này nha, nhiều bạn là hay bỏ qua và cũng không được đà gọi là được cái điểm tuyệt đối nhá, mà hay sai linh tinh, đồng thời cũng không hiểu rõ nghĩa của văn cảnh. Thế thì trong cái bài này, đó là bài Điền Từ và Chỗ Trống, thì bây giờ chúng ta phải thật là sự là yêu thương nó nhá. Các bạn hiểu toàn bộ cái nội dung của bài đọc, và trên tinh thần là chúng ta nhìn vào từ vựng thì chúng ta hiểu rõ cái từ đó. Cái chỗ trống là cái đáp án thì không nói làm gì rồi, còn những cái từ vựng khác xung quanh chúng ta cũng phải làm chủ để chúng ta có thể chinh phục nó ở nhiều bài khác. Rivers, đây là một bài về sông. Rivers are one of the world's most important natural resources. Khi các bạn học tiếng luyện đề với cô Linh thì cái việc mà các bạn tăng thêm vốn từ này, tăng thêm những cụm từ này, tăng thêm những tiểu cấu trúc này, và chúng ta biết thêm một chút về các sự kiện bên ngoài là điều chắc chắn. Nhưng có một điều mà mình cảm thấy là có không đến mức phải dùng từ tự hào nha, nhưng mình cảm thấy có thể tin tưởng và bảo đảm, đó là nếu như các bạn theo đúng lộ trình nha, nếu như các bạn ghi chép cẩn thận, nếu như các bạn chịu khó review, thì cái việc mà các bạn sau khi đã chữa bất kỳ một bài đọc nào, các bạn gặp lại cái bài đọc đó, các bạn có thể dịch 100% tuyệt đối trơn tru, và những cái từ vựng xuất hiện trong cái bài đọc đó các bạn cũng đọc luôn, phát âm đúng luôn, right? Ok, rivers are one of the world's most important natural resources. Sông nha, là một trong những cấu trúc, một trong những này, các bạn để ý xong, một trong những là danh từ số nhiều, một trong những nguồn tài, gọi là như thế nào, resources là tài nguyên, natural là tự nhiên đúng không ạ, những cái nguồn tài nguyên tự nhiên quan trọng nhất. Ok, many cities là nhiều thành phố, on large rivers là bên những cái bờ sông lớn, và every country, tức là gần như mỗi một đất nước đều có ít nhất một con sông. Con sông mà đóng một vai trò rất quan trọng, plays an important part trong cuộc sống của người dân khu vực đó. Đây chỉ là bốn dòng thôi, và nó chỉ trả lời cho một câu hỏi số 4 gần như tất cả mọi đất nước. Với phương án này, cô nghĩ cũng không có gì ghê gớm với các bạn nếu như các bạn phân biệt được mấy cái cụm từ này.
many, a lot, plenty of, và almost. Tuy nhiên trong câu này chứa rất nhiều những chủ điểm ngữ pháp mà chúng ta có thể gặp lại trong đề khác. Và các em sau khi vào 10 rồi thì các bạn nghĩ đến kỳ thi gì? Đó là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và các chứng chỉ quốc tế. Theo định dạng mới của Bộ Giáo dục thì cái bài, cái tỷ lệ mà chúng ta có những cái bài đọc hiểu và bài điền từ này trong đề thi là nhiều hơn trước đây rất nhiều, phải 6-7 bài đọc rồi các bạn ạ. Right. Rivers are one of the world's most important natural resources, một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng, là cấu trúc one of the most này, cộng so sánh nhất, cộng với danh từ số nhiều. Cấu trúc thứ hai là cụm từ đóng một vai trò quan trọng. Còn đáp án trong bài này là gì? Trong câu hỏi này là gì? Chúng ta nhìn nhé. Many là nhiều, nhiều thì phải đi với danh từ số nhiều. A lot cũng là nhiều, a lot thì nếu là nhiều cái gì thì phải có of. Plenty of cũng là nhiều để theo sau danh từ số nhiều, đúng không ạ? Nên chỗ này sẽ là gần như, almost, gần như tất cả mọi thứ. Từ câu hỏi này, khoan hãy mở rộng, chúng ta nốt luôn từ vựng cho mình. Những cụm từ rút ra đó là cấu trúc one of the, như cô vừa nói. One of the most beautiful cities, và nó phải là số nhiều nha. One of the most impressive buildings, cũng thế, building số nhiều, city số nhiều, nhưng mà động từ theo sau lại là số ít đi các bạn, vì chủ ngữ vẫn là one. Đóng một vai trò quan trọng, play an important part in. Đóng một vai trò quan trọng, play an important role in. Ok. Rồi, chúng ta phân biệt một chút nha. Đi từ thôi, đi chậm thôi ạ. Chúng ta có most, most of, the most, almost và mostly. Kem thấy bất ổn ở cái gọi là hơi bị confused ở chỗ này, đúng không ạ? Và đây những cụm từ chúng ta sẽ thi vào 10. Most, quen thuộc lắm rồi. Nói đến most là chúng ta sẽ đi trực tiếp với danh từ luôn, mang nghĩa là hầu hết. Ví dụ hầu hết học sinh, ta sẽ nói most students, được chưa? Còn most so sánh nhất thì cô Linh không nói nữa. Most students, hầu hết học sinh đều sợ thi, ai cũng muốn quay trở lại thời thanh xuân, đúng không ạ? Nhưng mà ngại nhất là đi thi, right? Most students fear exams, nhưng chính những kỳ thi thì giúp chúng ta trưởng thành lên, đúng không? Most of, nói đến most of thì trường hợp 1 chúng ta theo sau là danh từ có tính từ sở hữu đứng đằng trước. Ví dụ hầu hết những học sinh của tôi, ví dụ most of my students. Trường hợp thứ hai là most of đi với các đại từ nhân xưng, ví dụ hầu hết các bạn, hầu hết họ, most of the, most of us. Và trường hợp này chúng ta sẽ đi với the là cái nhiều nhất. Nếu như các bạn thấy có the nha mà lại có of nha thì các bạn sẽ điền là most, đúng không ạ? Ví dụ most of the books. Ok. Còn nếu các em thấy là cũng là cái chỗ trống nó mà không the, không of thì các bạn sẽ điền most. Ok. Most of the books sẽ bằng với most books. Các em đã hiểu vấn đề chưa? Có of thì có the, đồng ý chưa ạ? Rồi. So sánh nhất thì cái này các bạn biết rồi, the most là so sánh nhất. Nhiều tiền nhất, the most cộng với danh từ, the most money. Ngoài ra thì đi với so sánh nhất, chỗ này thì dễ rồi, mình xin phép pass. Đây mới là cái cô muốn chậm lại một chút, chính là cái đáp án của chúng ta. Almost, đúng không? Gần như. Nói đến almost thì chúng ta hiểu này, nó luôn là thế nào? Một trạng từ. Và khi là một trạng từ thì nó sẽ bổ sung cho tính từ, động từ và có thể là một trạng từ khác. Bổ sung cho tính từ, ví dụ như cái từ every lúc nãy đấy, hoặc là bổ sung cho động từ, ví dụ I had almost died if I hadn't saved me, if he hadn't saved me. Câu điều kiện lại 3, đúng không? Tôi gần như là die nếu mà anh ấy không cứu tôi. Almost cộng với động từ mà. Rồi, gần như tất cả thì đây là tính từ đấy kem. Almost all, đúng không? Gần như. Almost all of the plants, right? Gần như tất cả mọi người, right? Almost everyone, everything on the one, almost every, gần như tất cả. Các bạn để ý nhé. Rồi, mostly là chủ yếu, từ này là chủ yếu hầu hết, right? Chúng tôi chủ yếu là đi ra ngoài chơi. We are mostly out on Sunday. Hoặc chủ yếu bởi vì, tức là khi nào các bạn dịch là chủ yếu, chúng ta sẽ dùng mostly. Rồi mới tổng kết lại một chút này. Most thì cộng với danh từ số nhiều. Most of the cộng với danh từ số nhiều. Almost thì sẽ đi với động từ, đi với all, đi với every, đi với tính từ. Mostly thì là chủ yếu. Ok chưa ạ? Rồi chúng ta đến với câu tiếp theo trong bài tập, đó là điền từ vào chỗ trống. Besides transportation, các bạn đọc nhé. Besides transportation, rivers, gì đó, food, water for crops, water to drink, and opportunities for recreation for people who live along their banks. Okay. Besides transportation, tức là ngoài giao thông đi lại ra, cung cấp cái giao thông đi lại cho mọi người ra. Besides là ngoài cái gì ra? Thì dòng sông,
còn cung cấp food là thức ăn, water nước uống cho các vụ mùa, water to drink cung cấp nước cho các vụ mùa tưới tiêu đấy ạ. Water to drink và cơ hội opportunities để giải trí for recreation cho những người người mà sống dọc theo cái bờ sông đó. Banks là bờ sông, như kiểu cô nghĩ giải trí ở đây chắc là những cái hoạt động giải trí ngoài trời, chắc là bơi thôi đúng không ạ? Du thuyền, bơi, right, vân vân. Recreation, chúng ta có từ mới nhé. Recreation là giải trí này, opportunities là cơ hội này, bank không còn là ngân hàng, nó nghĩa là bờ sông này, transportation là đi, đi lại. Và chúng ta có đáp án như sau: provide là cung cấp, support là hỗ trợ, assist là giúp đỡ và create là tạo ra. Thì chắc chắn rồi, dòng sông sẽ cung cấp, chúng ta sẽ dùng động từ cung cấp là provide. Câu này cô mở rộng một chút, các em phân biệt lại một lần nữa giữa beside và besides. Thực ra nếu đọc đúng sẽ là besides, nhưng mà ending sao thì chúng ta có thể linh động. Trong bài tập mà tìm từ cái chân có cách đọc khác ấy ạ, cái đuôi es thì cái này các bạn sẽ đọc là besides. Tuy nhiên ending sao thì chúng ta có thể linh động, chúng ta có thể đọc là besides. Phân biệt hai cái này, cái đầu tiên thì nó giống như một giới từ chỉ vị trí và nó mang nghĩa là bên cạnh. Ví dụ place my diary beside, right? Beside là bên cạnh cái giường của tôi. Còn beside thêm s là ngoài cái gì ra. Nó có thể cộng với danh từ hoặc nó có thể đi với một dấu phẩy các bạn nhé. Ví dụ besides all the food, tức là ngoài tất cả các thức ăn ra, thì the kids heartily drank the juice. Các bạn nhỏ còn háo hức uống nước ép đúng không? This place is excellent and besides the ticket and not expensive. Vở kịch này quá xuất sắc và ngoài cái vấn đề đằng trước ra thì cái vé của nó cũng không đắt, right? Okay. Đây là cái nhân vật trong hoạt hình của các bạn thôi. Anh này ở bên cạnh anh này. Còn đây là có nhiều bạn ngoài cái bạn này ra, right? Tuổi thơ của các em. Rồi, từ đây cô giáo mở rộng thêm cho các bạn một chút. Chúng ta đào sâu lên một số từ trong cái nội dung ở bên trên. Chúng ta có động từ cung cấp là provide này, nó sẽ đồng nghĩa với từ supply. Danh từ sự cung cấp sẽ là provision. Provision, các em đọc nhé, provision. Cung cấp cái gì cho ai thì chúng ta sẽ dùng provide something to someone. Cung cấp cho ai cái gì thì chúng ta sẽ dùng provide someone with something. Hơi rắc rối một chút đúng không? Suy nghĩ nhé. Chúng ta sẽ, khi có giới từ with thì thông thường người ta sẽ nghĩ provide, và đây là cái giới từ hay xuất hiện trong đề nhất. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là provide chỉ đi với with. Cung cấp cái gì cho ai là sẽ dùng to các bạn nhé. The exhibition provide an opportunity for the local artists to show their work, đúng không? Triển lãm cung cấp một cơ hội, mang đến một cơ hội cho các họa sĩ địa phương để có thể show cái tác phẩm của mình ra. We provide financial support cho ai thì lúc này chúng ta sẽ dùng to low income families, tức là cho những cái gia đình thu nhập thấp. We are here to provide the public with a service, cái này là hay gặp nhất đúng không ạ, cung cấp cho công chúng dịch vụ, right? Vậy nói đến support thì các bạn nói đến điều gì? Support của cô giáo là hỗ trợ các bạn nhé, support. Right. Đa số ordinary citizens didn't support the war. Hầu như những người công dân bình thường, the majority là đa số này, ordinary là bình thường này, citizens là cư dân, công dân này, công dân trong một đất nước ấy, thì không ủng hộ chiến tranh. The company cũng không sẽ ủng hộ khách hàng, right? Will support customer. Assist là giúp đỡ các bạn nhé. Assist là giúp đỡ, nhấn âm tiết số 2 và giới từ là in doing something, là giúp ai làm gì. We will assist you in finding somewhere to live. Còn giúp đỡ ai, cái gì chúng ta cũng có thể dùng giới từ with, giống như động từ have, right? Thì cái phần này là phần mở rộng hơn một chút để chúng ta hiểu rõ hơn những phương án gây nhiễu được dùng những trường hợp nào. Bởi vì sao? Ví dụ như đề này provide, các bạn để ý thấy nhá, nó là nhân vật chính, tức là đáp án đúng không ạ? Nhưng đề khác bạn ấy lại trở thành những phương án gây nhiễu, và các bạn như là assist, như là support lại trở thành những phương án đúng không? Nên là chúng ta cũng phải nắm rõ một chút. Rồi, chúng ta đi đến với câu hỏi tiếp theo. And in order to get water for crops, tức là để, in order to là để lấy nước cho các vụ mùa, thì engineers là kỹ sư, sometimes là đôi khi, build là gì? Là xây, build a dam là xây một con đập, một con đập bắc qua sông đấy ạ. Và để nước, let the water là để nước, become a lake, right? Trở thành một cái hồ đằng sau cái dam đó, là cái con đập đó.
The people sau đó thì mọi người có thể use their waters là sử dụng nước. Not only là không chỉ. Irrigate, irrigate là tưới tiêu, fields là các cánh đồng. Tức là hiểu là sau đó khi mà xây có đập này, có các hồ đằng sau này, thì mọi người có thể sử dụng cái nước đó không chỉ phục vụ tưới tiêu mà còn để làm gì? Để make electricity, tức là để tạo ra điện, đúng không ạ? Tạo ra điện for homes, cho các hộ gia đình, và industries là cho các ngành công nghiệp, right? Thì như vậy chúng ta sẽ là xây một con đập bắc ngang qua sông, như kiểu chặn giữa, đúng không? Nên chúng ta sẽ có cụm từ, các giới từ như sau: up, across, among và under. Up là bên trên, among là trong số nhiều sông, ví dụ như thế. Among là trong số nhiều số lượng, under là sâu bên dưới. Thì đáp án của chúng ta sẽ là across. Build across the river, tức là xây đập bắc ngang qua sông, đúng không? Rồi, chúng ta có một số cụm từ như sau: build a dam across the river, irrigate fields, make electricity và industry. However, the water often becomes, nước thì thường trở nên bị làm sao? When cities on river banks, khi mà các thành phố ở bên bờ sông ấy, on river banks là bên bờ sông, grow in size, tức là phát triển, nâng, gọi là tăng thêm về mặt kích thước và số lượng, grow in size, tức là mở rộng đấy, các thành phố mở rộng, và number industry increase, tức là số lượng các ngành công nghiệp cũng gia tăng. Từ câu này thì ta thấy này, thứ nhất là có một chủ đề ngữ pháp, đó là become cộng với tính từ. Nó không cộng với trạng từ, nó cộng với tính từ. Thứ hai là cái cụm từ khá hay, đó là grow in size, gia tăng phát triển về cái gì. Thứ ba là số lượng, the number of, cộng danh từ số nhiều và động từ là số ít, số lượng các cái ngành công nghiệp gia tăng. Chỗ này chúng ta sẽ thế nào? Ô nhiễm, right? Polluted. Nước sông thì chỉ có ô nhiễm thôi. Ta không dùng nước sông là đông này, crowded. Không dùng overloaded là quá tải cho con người. Excited thì lại càng không, đúng không ạ? Right, cho nên câu này dễ rồi. Ở đây có một số từ vựng của một nốt lại thôi. Become contaminated thì bằng với become polluted, bị ô nhiễm, các bạn biết rồi. Cities on river banks là các thành phố ven sông. Grow in size là mở, mở rộng, right? Ok, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. We are learning that it is necessary to keep rivers clean. Chúng ta biết rằng là đó là quan trọng, đó là cần thiết để giữ cho nước của dòng sông được sạch. Keep cộng với danh từ, cộng với tính từ. Chúng ta không dùng là keep the rivers clear, cleanly đâu nhé. No. Keep the rivers clean. Nếu chúng ta muốn enjoy, bình thường enjoy của chúng ta sẽ mang nghĩa là gì? Tận hưởng, thích thú, đúng không ạ? Thì trong trường hợp dịch thoáng ra sẽ là chúng ta biết một điều rất là rõ là đó là quan trọng để giữ cho nước của dòng sông được sạch sẽ. Nếu như chúng ta muốn có được, tận hưởng được, sử dụng được những cái tiện ích của các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, đúng không nào? Thế ở đây chính là lợi ích, là tiện ích, là những cái tốt đẹp mà dòng sông mang lại cho mình. Thì chúng ta có những từ như là interest, niềm đam mê. Từ này có hai cách đọc, một là interest, hai là interest. Interest hay interest thì chúng ta cũng đều nhấn đầu các bạn nhé. Từ thứ hai là từ lợi ích, các bạn sẽ đọc là benefit và đọc là benefit, benefit. Tips là tiền hoa hồng rồi. Và cái từ biên nhận, sau khi chúng ta thanh toán, người ta cho chúng mình cái hóa đơn đó là cái hóa đơn đã được thanh toán, thì chúng ta sẽ dùng cái từ này. Và từ này cái chữ P là bị câm các bạn nhé, chúng ta sẽ đọc là receipt, receipt. Ok, như vậy đáp án là enjoy the benefits of the natural resources. Ok. Chúng ta du lịch online trước, trước khi sang câu hỏi mới nhỉ. Nói đến sông thì các bạn biết được bao nhiêu con sông trên thế giới, right? Đây là đâu ạ? Đây là sông gì ạ? Quá đẹp nhỉ. Hy vọng rằng là trong tương lai gần nha, right, chúng ta có thể nhìn tận mắt, đặt chân đến những cái địa điểm như thế này, right? Và đây là con sông quá nổi tiếng rồi, bạn nào cũng biết, the River Thames in London, sông Thames ở London. Wow, nước thì xanh gì mà hai bên bờ sông quá là romantic, đúng không nào? Còn đây ạ, các bạn nhìn thấy là biết ngay mà, nhất là Eiffel Tower, tháp Eiffel, và tên của bạn này là
The Seine Rivers in Paris. Okay. Và mọi người cũng có một trải nghiệm rất hay, đó là đi xuyên qua cái gầm cầu này. Right. Còn đây là sông gì? Sông Hằng của Ấn Độ, với cái tên tiếng Anh như thế kia. Right. Đây là một con sông tâm linh, đúng không nào? Các bạn tìm hiểu thì sẽ biết dòng sông này mọi người thường tắm ở đây để có được sự may mắn. Và một điều cũng hơi sợ sợ một chút, đấy là mọi người khi mà qua đời thì mọi người hay thiêu ở bên bờ sông luôn ấy, xong rồi dài xuống đây, đúng không? Sợ nhỉ các em. Right. Tuy nhiên thì đây là một con sông rất là linh thiêng, nó là niềm tự hào của Ấn Độ, đúng không? Còn đây à? Ok. Right. Một hình ảnh rất là Việt Nam, đúng không? Hơi buồn nhỉ. Right. Đây là sông cơn mưa các bạn nhé. Sông cơn mưa thì nước trở nên xanh sạch đẹp như thế này, và cũng khá là lãng mạn đấy chứ ạ. Nhưng mà bình thường thì là như thế này nhé. Rồi, và tiếp thị là The Tulip River in Hà Nội. Ok. Right. Nhưng mà chúng ta cũng có rất nhiều con sông đẹp, đúng không nào? Đấy. Và khi cô hỏi trí tuệ nhân tạo là thế luôn, cô đã gõ luôn vào trí tuệ nhân tạo vì cô cũng tò mò, không? Cô cũng tò mò xem là theo cái đánh giá khách quan của nó thì dòng sông nào là dòng sông đẹp nhất ở Việt Nam. Và cô gõ luôn What is the most beautiful river in Vietnam? Và bạn trí tuệ nhân tạo AI ấy, bạn trả lời là như này. Và đây chính là hình ảnh của dòng sông này. Các em có nhận ra đây là sông gì không? Right. Sông Hương, đúng không? The Phi River in Huế. Quá là đẹp luôn nhỉ. Yeah. Rồi, cảm ơn các bạn. Tạm biệt bài tập điền từ và chữ trống, chúng ta đến với một bài đọc tiếp theo. Và trên tinh thần là hiểu bài đọc, hiểu nội dung, tăng vốn từ. Và khi các bạn chinh phục được nó, hiểu được toàn bộ cái bài đọc và chúng ta làm chủ tất cả những từ vựng ở trong cái bài đọc đó, thì những cái câu hỏi đọc hiểu trở nên trời ơi sao mà dễ thế, đúng không? Chúng ta không thể nào mà nhầm được. Và quan trọng là chúng ta cũng không làm theo cái kiểu dò dẫm, dò tìm và phán đoán, hoặc là không chắc chắn nữa. Right. Nên cô Linh sẽ giải quyết cái bài đọc này theo các bước như sau. Bước 1, chúng ta sẽ chinh phục văn bản, hiểu toàn bộ nội dung, đọc được đúng, phát âm đúng các từ vựng. Thứ hai, chúng ta sẽ tích lũy những từ vựng đó luôn. Và thứ ba, chúng ta bắt đầu đi chi tiết từng câu hỏi, thì chúng ta thấy là mọi thứ rất là nhẹ nhàng. Đây là một bài đọc về chủ đề phát minh, đúng không ạ? Chúng ta đang được kế thừa rất là nhiều luôn. People invent things to enhance their life. Thì các bạn để ý nhé, mọi người invent là phát minh ra nhiều thứ, để enhance là để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình. Today, inventions are mostly improvements. Tức là ngày nay, các phát minh chủ yếu là những cái sự tiến bộ. Improvements là sự cải tiến, sự nâng cao, nhớ năm tiết số 02 nha. Improvements của những cái phát minh trước đây. Previous là trước đây, inventions là phát minh. Cô đi rất là chậm từng từ đấy ạ. Ví dụ như từ mostly là chủ yếu, mình vừa mới phân tích ở đằng trước nhá. Còn improvements là sự tiến bộ, sự cải tiến. Ví dụ từ này là mới các bạn thì các bạn cũng nốt vừa luôn. With technology, nhờ vào công nghệ, thì inventions là các phát minh are taking a shorter and shorter time to complete. Tức là mất một khoảng thời gian ngắn, ngày càng ít thời gian hơn để hoàn thành, nhờ vào công nghệ, đúng không nào? Okay. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một số từ vựng. Enhance là nâng cao, nhấn tiết số 02. Improvement là sự nâng cao, sự phát triển. Previous là trước. Complete là hoàn thành. Ok. Rồi, một đoạn đọc tiếp theo. One such invention is the camera. Such là như thế, invention là một phát minh. Một phát minh như thế chính là máy ảnh. The time taken to invent the camera in the 16th century. Cái thời gian mà taken là thực hiện để cái invent là phát minh ra cái camera là cái máy ảnh này, là ở thế kỷ thứ 16 ấy, là đã bị prolong. Cái từ prolong này này, prolong cô biết luôn này, prolong là bị extended, tức là bị kéo dài. Prolong, extended, bị kéo dài. Due to là do. The lack, đi dưới từ ở mà nghĩa là thiếu cái gì. Do thiếu cái công nghệ và scientific knowledge. Scientific knowledge là kiến thức về khoa học.
Ok, when inventors là các nhà phát minh lần đầu tiên, try to là cố gắng để, chúng ta không dịch là thử, try to là cố gắng để thực hiện, để chụp một cái bức ảnh, take a photograph. Các bạn nhìn phiên âm nhé, không đọc photo, right? Photograph. Vào năm 1558 thì cái image là cái hình ảnh, couldn't là không thể, stay on the paper permanently, tức là cái hình ảnh đó không ở cái trên giấy được lâu dài vĩnh viễn. Thì cái bạn permanently này là vĩnh cửu, lâu dài, đúng không? Permanently thì chúng ta hiểu là cái thời gian trước, thứ nhất là cái thời gian để phát minh ra cái máy ảnh rất là lâu, bị kéo dài do thiếu công nghệ. Thứ hai là cái hình ảnh đầu tiên được chụp ấy là không 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 tồn tại được lâu, mà nó sẽ bị mờ dần, đúng không? Ở đây có một số từ vựng nhé. Chúng ta có prolong, chúng ta có scientific, chúng ta có photograph và chúng ta có permanently. Các bạn gặp từ permanently khá là nhiều rồi. Thì các bạn sẽ thấy trong cái cụm từ là tìm từ đồng nghĩa là rất là phổ biến luôn. Nó khác với tạm thời, đúng không? Permanently đó là temporarily. Temporarily, ok, chứ nó. Rồi, thông tin tiếp theo. It was only in 1837. Đó là vào năm 1837. Khi mà thì những cái cấu trúc mà có did is này, it was này, cộng với thời gian thì thông thường đại từ quan hệ sẽ là that, được nhấn mạnh mà. Khi mà các cái nhà phát minh, inventors là nhà phát minh, chúng ta có một cụm động từ đó là manage to verb. Thực ra khi nhìn cái động từ này biết là chúng ta đã vượt qua khó khăn. Ai đó làm cái gì mà khó khăn mới thực hiện được thì chúng ta sẽ dùng là manage to verb. Các nhà phát minh đã manage to, tức là đã mà hoàn thành được cái việc là tạo ra cái pictures, tạo ra các cái bức tranh, những cái bức ảnh mà không bị fade away, tức là bị phai đi, phai nhạt đi. Thế thì ở đây có cụm từ manage to, tức là tạo ra được cái gì, làm tốt cái gì dù khó khăn này. Fade away là phai đi. With the invention of camera, tức là nhờ vào sự phát minh của chiếc máy ảnh, thì further, với sự ra đời của chiếc máy ảnh, further improvements là những cái sự cải tiến xa hơn, further là xa hơn và nghĩa bóng nha. Were made đã được thực hiện, hay nói đúng hơn là improvements sẽ đi với made nha. Nên là có những cái đáp án mà người ta bắt các bạn điền là made hay là done, make hay là do đó, thì các bạn nhớ giúp mình là improvements sẽ đi với make. Ok. Và cái máy ảnh ở dưới nước nha, underwater camera was invented in 1856 và nó được place, tức là được đặt. Được đặt ở đâu? Được đặt trong một cái container. Container các bạn đừng tưởng nó là cái xe container không nha. Đúng là nó có một nét nghĩa đó, là những xe chở đồ rất là lớn. Nhưng mà container tức là cái chứa đựng cái gì ở bên trong thì được gọi là container. Ví dụ cái chai mình uống nước thì cái chai đó vốn dĩ cũng được gọi là container. Cứ chứa được cái gì ở bên trong thì gọi là container. Thì trong giờ người ta hiểu là nó sẽ được đặt ở trong một cái hộp nào đó, mà chai ly là chặt, còn seal tức là được đóng nắp rất là chặt, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ có một cái cụm từ, một số cụm từ cần lưu ý như là manage to verb này, succeed in cộng với verb in, tức là làm tốt việc gì dù khó khăn. Produce picture là tạo ra cái bức tranh. Fade away là phai nhạt. Make further improvements là có nhiều sự cải tiến phát triển. Underwater camera các bạn biết rồi. Và cái kia là một hộp kín chặt, được vặn nắp một cách kín và chặt. When the contraption was underwater, the container broke before many pictures were taken. It was only in the 1980s that a camera was made to be able to go deep underwater without being damaged. However, tuy nhiên này, when the contraption, chúng ta bị vướng từ này đúng không ạ? Từ này là contraption, nó là một cái mechanical device, nó là một cái cỗ máy, một cái thiết bị máy móc. Khi mà cái máy này nó đi xuống dưới nước ấy, thì cái container là cái hộp chứa nó bị vỡ, bị hỏng trước khi là máy ảnh, bất kỳ cái tấm ảnh nào có thể được chụp, tức là nó hỏng nó rồi. Đó là lý do vì sao mà đến tận những năm 1980 thì a camera was made, có một chiếc máy ảnh mới được thực hiện, mới được phát minh ra để có thể đi sâu xuống dưới nước, đúng không? Go deep underwater mà không bị hư, right? Cho nên chỗ này chúng ta có một số cụm từ như là contraption này, cụm từ without being damaged, tức là không bị hư hỏng. Ok, chúng ta đến với nội dung gần như cuối cùng. Less than 20 years later, chưa đến 20 năm sau nha,
20 years later. Technology là công nghệ, allow là cho phép, underwater cameras là những chiếc máy ảnh có thể đi sâu xuống dưới nước đấy ạ, để có thể take photographs là chụp ảnh bằng màu luôn nha, ảnh màu luôn nha, in color, và có thể go even deeper, tức là có thể đi sâu xuống hơn, đi sâu xuống nước hơn. Và cái cameras này, những chiếc máy ảnh này trông như là a fish, như một con cá vậy. Ở đây có một số từ như là take photographs in color, go even deeper into waters, và look like. Ok, rồi chúng ta sẽ có câu sau. With better technology, nhờ vào công nghệ tốt hơn, an invention will never stay stagnant. Thật từ hơi mới một chút, tức là khi công nghệ ngày càng phát triển thì phát minh cũng sẽ không bao giờ là dừng lại, đúng là stay stagnant. People sẽ relentless in their efforts, mọi người sẽ không ngừng nỗ lực, đúng nào, để make improvements, tức là cải tiến, nâng cao trong một cái phát minh nào đó. Chúng ta có một số từ vựng. Stay stagnant, tức là remain unchanged, tức là không đổi. Relentless, tức là not stopping, tức là không ngừng, đúng không? Và cái cụm này khá hay nha. Relentless, effort, nỗ lực không ngừng, đúng không? Rồi, cụm này thực sự là phù hợp với các bạn học sinh, đúng không nào? Bây giờ chúng ta phải dùng từ là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn rất là quan trọng, đúng không nào? Và chúng ta cũng có một kỳ thi rất là quan trọng ở phía trước, nên chúng ta phải make relentless efforts, nỗ lực không ngừng. Đó, chính là cụm này, make an effort to do something. Chúng ta vừa mới chinh phục văn bản rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng câu hỏi. Và bạn thấy rất là dễ luôn. Câu hỏi số 9. How are inventions of today different from those in the past? Các phát minh ngày nay khác gì với các phát minh trong quá khứ? Ok, và nội dung trong bài đọc cô trích lại đây. Ngày nay các phát minh này chủ yếu là sự cải tiến của các phát minh trước. Và nhờ vào công nghệ thì các phát minh ngày nay là cần ít thời gian hơn để thực hiện. Chúng ta nhìn các phương án gây nhiễu sẽ thấy được sự ngô nghê, đúng không? Phương án A, chúng dần dần, gradually là dần dần, enrich, tức là làm giàu cho cuộc sống của mọi người nó. Câu B, chúng cần ít thời gian để hoàn thành. Nghe đã thấy là đáp án rồi, đúng không ạ? Đấy, thì nó chính là bằng với shorter time đấy ạ, shorter time to complete đấy ạ, chính nó. Phương án C, they had invention of being larger, các phát minh to hơn. No, they are effectively used, chúng được sử dụng một cách hiệu quả. Và khi các em khoanh vùng được câu hỏi, cái vùng để trả lời cho cái câu hỏi này, thì các bạn đọc nội dung lại một lần nữa, giống như kiểu mình scan chi tiết lại, sau đó mình mới chọn đáp án, đúng không ạ? Right. Câu hỏi số 10. What happened to the image on the photograph of the first camera? Cái chuyện gì xảy ra cái hình ảnh của cái tấm ảnh, đúng không ạ, mà được chụp ở cái máy ảnh đầu tiên ấy, thì các bạn nhớ lại thông tin ở trong bài, chính là cái việc mà nó không lưu lại được lâu ấy, nó bị fade away, tức là bị nhạt đi, phai nhạt đi khá là nhiều. Chúng ta có những phương án gây nhiễu như thế này. The image disappeared, hình ảnh biến mất hoàn toàn. The image khác, would different after time period, sau một thời gian thì cái ảnh đó nó trở nên khác biệt, chụp một người có thể biến thành người khác, đúng không? The color image, tức là hình ảnh, cái màu sắc của hình ảnh không giữ được lâu. Và the image couldn't remain on the paper for long, right? Ok, cái hình ảnh này nó không lưu ở trên giấy được lâu. Chúng ta có nội dung trong cái bài đọc. The inventors, when inventors first try to take a photograph in 1558, the image couldn't stay on the paper permanently. Đây là trong bài đọc của chúng ta. Đó, thì cái hình ảnh đó không lưu lại được lâu, được vĩnh cửu, được mãi mãi. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy cái phương án the image couldn't remain on the paper for long hoàn toàn phù hợp với cái việc là the image couldn't stay on the paper permanently. Chúng ta có những cụm từ đồng nghĩa như là for long và permanently. Remain chính là stay on, chính là tinh thần của những cái định dạng, những cái cách thiết kế câu hỏi của các đề thi cấp cao hơn và đề thi quốc tế. Chúng ta sẽ luôn sử dụng những cụm từ đồng nghĩa ở trong bài đọc với những cái cụm từ đồng nghĩa xuất hiện ở trong câu phương án mà câu trả lời của các bạn, đúng không nào? Right, cho nên trong trường hợp này đáp án chúng ta sẽ là G. Ok, rất là dễ hiểu rồi. How many years later?
Did it take the invention to produce the first underwater camera after the first camera? Bài này các bạn phải trừ đi thì cũng phải biết học toán chứ. À, bao nhiêu năm sau thì đúng không? Mất thêm bao nhiêu năm sau thì sau cái máy ảnh đầu tiên thì cái máy ảnh dưới nước mới được ra đời. Thì chúng ta trừ đi nhá. Ta nhìn trong câu bài này. When invention first tried to take photograph in 1558, đó là năm 1558 thì cái máy ảnh đầu tiên ra đời. Sau đó máy ảnh dưới nước này được ra đời vào năm 1856, năm 1856. Chúng ta lấy 1856 trừ đi 1558, chúng ta sẽ ra một con số rất là dễ chịu đây. Right, 298 years. Học tiếng Anh mà cần phải giỏi toán đúng không nào? Rồi, chúng ta đến với câu hỏi số 12 nha. The first underwater cameras were, cái máy ảnh dưới nước đầu tiên nó như thế nào? Thì chúng ta thấy thông tin ở trong bài đọc của chúng ta sẽ là nó được placed in a tightly sealed container. Nó được đặt ở trong một cái hộp được nắp rất là chặt đúng không ạ? Cho nên đáp án chúng ta sẽ là thế thôi. Y hệt như cái thông tin trong bài đọc thôi. Và chúng ta cũng rất là dễ để có thể chốt cho mình put in a container đúng không? Đợi, stuck to most, stuck là gắn chặt nhé. Câu hỏi số 13. How was the underwater camera in the 1980s different from the previous? How was the underwater camera? Tức là cái máy ảnh dưới nước mà được phát minh vào năm 1950, 1980s thì khác gì different from với cái đằng trước, the previous? Chúng ta có những cái phương án như sau. It had the shape of fish. It could go deeper without being broken. It could swim like a fish. It took color picture without going into water. Cô nghĩ bài này nếu như các bạn không hiểu kỹ, các bạn sẽ thấy là ngay cái câu cuối nó có là trông giống như một con cá, đúng không? Tức là nó có thể đi sâu dưới nước và có thể chụp ảnh. Nó linh động đi sâu dưới nước chứ không có nghĩa là nó có hình dáng giống một con cá. It looked like a fish, tức là cái chuyển động của nó chứ không phải là cái hình dáng của nó. Cho nên thông tin trong bài đọc của chúng ta như sau. It was only in 1980s that a camera was made to be able to go deep underwater without being damaged. Right, chính xác là nó có thể đi xuống sâu dưới nước mà không bị hư hỏng. Cho nên phương án của chúng ta sẽ là right, it could go deeper without being broken. Ở trong bài đọc là being damaged, ở trong đáp án là being broken. Còn cái câu A là một cái bẫy nhá, nó có hình dạng của một con cá, nó trông giống như một con cá, tức là nó có thể chuyển động linh động dưới nước như con cá chứ không phải là nó có shape của một con cá. Và cái câu C, máy ảnh không thể bơi được đúng không? Ok. Right. Các bạn đang nhìn lên trên màn hình, đó là câu hỏi số 14. Câu hỏi số 14 của chúng ta là một câu hỏi mà liên quan đến ngữ pháp. Với câu hỏi này thì nó liên quan đến một thì các bạn nhé. National point chính là cái câu là vô ích khi làm gì? Vô ích khi mà phoning him this time tomorrow. Thật là vô ích khi gọi điện cho anh ấy vào thời điểm này ngày mai. Các bạn dành cả thanh xuân để học thì đúng không ạ? Thời điểm này ngày mai. Thời điểm này ngày mai là tương lai gì? Có phải là tương lai đơn không có kế hoạch không? Hay là tương lai tiếp diễn đúng không nào? Thì câu trả lời là đây là một thời điểm cụ thể của tương lai nên chúng mình sẽ sử dụng thì tương lai tiếp diễn và nghĩa của nó sẽ là sẽ đang làm gì. Cho nên chúng ta sẽ có câu là he will be working in the garden and will hear the phone. Sẽ đang làm việc, rất là đáng yêu rồi đúng không nào? Ok, chúng ta cùng ôm một chút về thì tương lai tiếp diễn. Đúng không? Nói tương lai mà lại còn tiếp diễn thì ai cũng thích dùng rồi. Sẽ đang làm gì tại một thời điểm trong tương lai? Chúng ta vẫn luôn luôn đặt câu hỏi như thế. Bằng giờ sau năm mình sẽ đang làm gì nhỉ? Chính xác là như vậy. Chúng ta có những cái cụm từ chỉ thời gian trong cái future continuous như thế này. Vào thời điểm này, at this time, at this moment, cộng với thời gian trong tương lai, ví dụ tomorrow, next weekend, một giờ cụ thể, ví dụ at 8 o'clock tonight, nó vào lúc 8 giờ tối nay. Và đặc biệt là mệnh đề này, when cộng mệnh đề chia hiện tại đơn. Và lúc này chúng mình cũng không nên dịch là khi nha, chúng mình sẽ dịch là vào cái thời điểm nào. Bây giờ các bạn suy nghĩ nhé. Bằng giờ ngày mai khi mà các bạn đi học về nha, vào cái thời điểm mà các bạn đi học về, when I come home. Và cái come này các bạn chia hiện tại đơn nha, when I come home. Thì lúc đấy bố mẹ các bạn sẽ đang làm gì? Các bạn có thể sử dụng thì này. When I come home tomorrow, my parents will be maybe cooking, maybe watching TV. Kiểu kiểu như thế, chính là từ này.
Đây là công thức của thì tương lai tiếp diễn. Tất cả các chủ ngữ đều đi với will be verb in phủ định như thế này, và câu hỏi ta đẩy will ấy lên trước. Rồi, đây là thêm ví dụ cho các bạn. Ví dụ at 2 p.m. tomorrow afternoon, at 3 a.m. next Sunday, at this time next week, at this moment tomorrow. Ok. Hoặc mệnh đề chỉ thời gian nhưng mà là ở hiện tại đâu. Ví dụ when she returns, vào cái thời điểm mà cô ấy quay trở lại, thì lúc đó tôi sẽ đang làm bài tập, tức là chưa quay trở lại, trong tương lai vào cái thời điểm mà cô ấy quay trở lại. Ok nhé. Rồi chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Đây là một câu hỏi vô cùng là dễ chịu, đúng không? Cấu trúc I wish cô đã làm quá rõ ở những cái đề trước rồi, nhưng câu này cô cũng đi nhanh thôi. Chúng ta sẽ sử dụng thì hoặc khứ đơn để diễn tả điều ước thay đổi hiện tại. Tôi ước anh ấy có nhiều thời gian hơn. I wish he had more time. Câu hỏi số 16 cũng là câu hỏi gần gũi thôi. When you come into a big building, khi bạn đi vào tòa nhà thì hãy chắc chắn rằng bạn biết tìm thấy cái lối ra ở đâu, hoặc là cái cầu thang bộ ở đâu. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng là where, what, why, when. Tất cả những từ để hỏi đó có thể đi với true verb chứ không đi với verb in nha. Chúng ta sẽ dùng là where to find. Trong chương trình các bạn có hẳn một unit chuyên về cái phần này đúng không? Nên chỗ này cô cũng đi mây về gió thôi, thì các bạn cũng nắm rất là chắc rồi. Chúng ta dành sự ưu tiên cho những phần mới. Ok, chúng ta đến với câu hỏi số 17. People choose to buy housing in the suburbs. They can't avoid noise in the cities. Mọi người lựa chọn mua nhà ở khu vực ngoại ô để mà, chỗ này chúng mình sẽ dịch để mà họ có thể tránh được tiếng ồn trong thành phố. Và chúng ta bao nhiêu cấu trúc để mà các bạn xuất hiện trong đầu ở thời điểm hiện tại, chúng ta cùng lôi ra sử dụng. Thì ở đây rất là dễ rồi, nhìn các bạn sẽ thấy ngay đằng sau là mệnh đề và có can cộng động từ nguyên mẫu, nên chúng ta sẽ dùng so that là để mà. Còn các cái lên từ khác thì as long as là miễn là, because là bởi vì, em là và rồi, thì nó cũng rất là rõ cái nét nghĩa này, chứ nó không bị mix với những cái cụm từ để mà khác. Chúng ta ôn tập một chút nhé. Các em nhìn rõ không ạ? Nói đến để mà thì chúng ta sẽ có to verb này, in order to verb này, và so as to verb. Cái này các em học rồi. So that, in order that thì sẽ đi với mệnh đề. Thông thường cái mệnh đề đi sau sẽ là có chủ ngữ can hoặc could tùy vào thì. Thỉnh thoảng sẽ có may hoặc might. Ví dụ, I will take you shopping so that, hoặc là in order that you can get some new clothes. Ok, và như vậy một cái mẹo cho các bạn nhé, nếu đi thi các bạn thấy có một phương án là in order to và một phương án là so as to, hoặc là một phương án là to, thì như vậy chúng ta hiểu là hai bạn này không phải là đáp án, bởi vì nếu bạn này đúng thì bạn kia cũng đúng, đúng không ạ? Hoặc có một phương án là so that, một phương án lại cũng có là in order that, thì như vậy hai bạn này cũng không phải là đáp án đúng. Ok. Rồi, chúng ta thực hành một chút xíu nhé. Cô ấy học hành chăm chỉ. She studied hard. She could pass the exam. Thì ta thấy này, chỗ này là một mệnh đề, ta sẽ loại in order to, loại so as to, và đặc biệt là in order to, so as to thì bằng nhau, không bao giờ chọn đúng không? Nên câu này dễ dàng sẽ là so that. He studied hard. Để không trượt, đúng không? Chỗ này chúng ta sẽ dùng để không nhé, thì chúng ta sẽ phải dùng phủ định. Cho nên phương án này sẽ là not to. Và chúng ta không được chọn so that vì đây là một động từ. Ok. Nên chỗ này chúng ta sẽ là so as not to. What's your dream? Đúng không? Chúng ta vẫn hay đặt câu hỏi này. Ước mơ của bạn là gì? What's your dream? Ước mơ của bạn là gì? All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Right. All our dreams come true. Tất cả những ước mơ của chúng ta đều có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta có cái courage, là có cái sự dũng cảm để pursue, là theo đuổi nó. Come true là trở thành hiện thực, courage là sự dũng cảm, pursue là theo đuổi. Ok, đó là một câu hỏi nói truyền cái động lực, motivation. Các bạn tự xây ước mơ cho mình. Rồi, các bạn biết người này chưa ạ? Walt Disney, chắc chắn là các bạn biết rồi. Đây là những người rất là nổi tiếng về những nhân vật hoạt hình như là chuột Mickey rồi vịt Donald, đúng không? Và ông ấy cũng có những cái câu nói khá là nổi tiếng. Chúng ta cùng nghe nhé. Dream don't work, ok? Dreams don't work unless you do, ok? Giấc mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực được nếu như bạn không thực hiện, đúng không? Nếu bạn không nỗ lực để thực hiện nó. First think, second dream, third believe, and finally dare.
Đầu tiên là nghĩ xem mình muốn gì. Second là hãy dám ước mơ. Third là hãy tin tưởng mình thực hiện được. Và cuối cùng là phải dám thực hiện. Right. Và anh này, ông này đã thành công đúng không nào? Câu thực hành tiếp theo, they whisper, they didn't want anyone to hear them. Họ thì thầm, họ không muốn ai nghe thấy. Tức là họ thì thầm để không ai có thể nghe thấy họ. Đó, câu A thì sai nghĩa rồi, đúng không? Câu C cũng sai nghĩa rồi, để cho mọi người nghe thấy. Câu D không nói đến nghĩa ngữ pháp cũng sai rồi. In order that mà lại đi với động từ. Cho nên trong trường hợp này đáp án sẽ là they whisper so that no one could hear them. Ok, ngắn đi. Một số cấu trúc chỉ mục đích nâng cao. Chúng ta đi cơ bản rồi, chúng ta nắm được rồi, bây giờ chúng ta nâng cao một chút. Nâng cao nhưng không có nghĩa là cao quá đúng không ạ? Vẫn ở trong chương trình thi vào 10 của các bạn mà thôi. Chỉ có điều là nếu như mà các bạn chưa có hệ thống thì bây giờ chúng ta sẽ ghi lại cho hệ thống của chúng ta ôn. Ok, và những cái cụm từ chỉ mục đích này sẽ giúp các em đẩy bên điểm cao hơn khi mà các em muốn chinh phục kỹ năng nói, đặc biệt là những chứng chỉ quốc tế như IELTS đúng không? With the aim of, chúng ta hay dùng kiểu như là chúng ta hay nói là nói sang miệng hơn đấy ạ, chính là từ này. She enrolled in a cooking class with the aim of mastering French cuisine. Cô này cô đăng ký một lớp học nấu ăn nhằm mục đích là để có thể mastering, tức là nắm bắt được, tức là nắm chắc được, tức là có thể nấu cái món ăn kiểu Pháp một cách thành thạo đúng không? For the purpose of là một cụm khác, như vậy chúng ta có những cụm nâng cao một chút là with the aim of, for the purpose of, right? Để dùng cụm này. They hired a consultant for the purpose of improving efficiency. Họ thuê một cố vấn nhé, nhằm mục đích là nâng cao cái sự hiệu quả. Thì tất cả những cái này các em không dùng with the aim of, các em có thể dùng cụm gì? In order to. Và mastering các bạn đưa về nguyên mẫu thì sẽ là in order to master. Question 18, câu hỏi số 18. Peter is used to doing morning exercise, phải không? Quen thuộc mà. He used to, quá là gần gũi rồi. Chúng ta chỉ làm bình thường thôi, chúng ta sẽ đằng trước khẳng định, đằng sau phủ định. Thì đáp án sẽ là isn't he nhá. Còn nếu như cô Linh bỏ cái động từ to be is đi và đây là nguyên mẫu do thì đây lại là thì khác ạ, thì quá khứ đơn. Question 19. Đây là một cụm từ kinh điển đúng không nào? Hiện tại đơn đi với tương lai đơn. Khi tôi gặp anh ấy thì tôi sẽ give him your regard, cái lời hỏi thăm của bạn. Bao giờ cũng thế, hiện tại đơn sẽ đi với tương lai đơn. Tương lai đơn đi với hiện tại đơn là một cặp đôi bạn thân. Hoặc quá đáng lắm sẽ là hiện tại hoàn thành. Chứ tương lai đơn không đi với quá khứ các bạn nhé. Ok. Và chúng ta cũng không dùng trong khi ám chỉ tương lai nhé. Đây, cô chỉ lấy thêm ví dụ cho các bạn thôi. Khi tôi 60 tuổi, tôi sẽ về hưu vào khi này, 60 years old. Khi tôi gặp cô ấy, tôi sẽ hỏi cô ấy, I will ask her. Ngay khi tôi tốt nghiệp, as soon as I graduate, đây là hiện tại đơn, về sau sẽ là tương lai đơn, I will find a good job. Sau khi tôi hoàn thành xong, after I finish, I will drink. Ok. Chúng ta đến với phần gì? Đây chính là so sánh hơn và những cái lưu ý của so sánh hơn. Đây cũng là phần mà mình muốn tập trung và mở rộng cho các bạn một cách hệ thống nhất. Và chúng ta sẽ, khi mà gặp nó có bộ đề khác thì chúng ta cũng có thể đi mây về gió câu này. Today's city are than the cities in previous time. Các thành phố ngày nay là rộng hơn nhiều, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy là hơn nhiều, by far larger. Các bạn để ý nhé, by far chỉ dùng cho so sánh nhất thôi, by far không dùng cho so sánh hơn, nên đáp án sẽ là much larger. Ok, chúng ta đến với lưu ý của so sánh hơn. Cái này là cơ bản, mình sẽ phép không có nói lại nữa vì các bạn đã nắm được rồi. Đi vào chú ý thứ nhất, các từ bổ trợ cho so sánh hơn nhiều, khi mang nghĩa là nhiều hoặc cái gì đó hơn, nhưng mà hơn một nhiều hoặc là hơn một chút, thì chúng ta có cách nói như sau. Much, a lot, hoặc là far, chứ không phải là by far nha. Much thì thôi, a lot và much thì thôi far, chứ chúng ta cũng không ghép lại là much far hoặc a lot far lại càng sai nha. Hoặc là một chút chúng ta có a bit hoặc a little. Ok, ví dụ như này, cô ấy duyên dáng hơn chị gái của cô ấy nhiều. Câu này cũng hơi tế nhị nhỉ, right. Nhưng mà chỉ học cho vui thôi. She is far more charming than her sister. Far more là hơn nhiều, đúng không ạ? Hơn thì chúng ta có thể nói là
much more, và chúng ta có thể nói là a lot more, hoặc hơn một chút ta có thể nói a bit more. Ok. Cái lưu ý số 2 đó là chúng ta sẽ không dùng so sánh nhất với hai đối tượng tiếng Việt mình thì được nha, tiếng Anh thì không nha. Với hai đối tượng thì chỉ có một cái hơn một cái thôi chứ không có so sánh nhất. Như vậy, cô ấy là người nhỏ hơn, đây là cái phòng nhỏ hơn trong số hai phòng. Ta sẽ nói that is the smaller of two rooms. Các em nhìn có rõ không ạ? That is the smaller of two rooms. Đây là cái phòng nhỏ hơn trong số hai phòng. Thì chúng ta sẽ có từ the đấy ạ. The lúc này như kiểu là cái xác định trong số hai cái á. Nên chúng ta sẽ nói là the smaller thay vì smaller. Trong số hai học sinh of two students thì tôi nghĩ cô ấy là người tốt hơn. She is the better. Ok, the better. Một số tính từ đặc biệt chúng ta sẽ có clever, cleverer, narrow, narrower. Thì thực ra là đây là hai trong số khá nhiều những tính từ đặc biệt cô tạm được kê trong cái tiết học này, right? Thông minh hơn chúng ta không dùng more clever, chúng ta sẽ dùng là cleverer. Okay.